Ở các tiết trước, các em đã học về một số kiểu dữ liệu như kiểu by, integer, word, login, kiểu real, kiểu cha, kiểu boolean. Đó là một số kiểu dữ liệu chuẩn trong Pascal. Và hôm nay, cô sẽ tìm hiểu về một số kiểu dữ liệu mới. Đó là kiểu dữ liệu có cấu trúc trong bài kiểu mạng. Nội dung bài học hôm nay gồm có khái niệm mạng một chiều, cách khai báo mạng một chiều, cuối cùng là cách tham chiếu tới các phần tử của mạng một chiều. Trước khi vào nội dung bài mới, cô có bài toán đặt vấn đề như sau. Các em hãy viết chương trình nhập vào nhiệt độ trung bình của mỗi ngày trong tuần, tính và xuất ra màn hình nhiệt độ trung bình của tuần. Yêu cầu của cô đặt ra ở đây là các em hãy xác định input, output và viết chương trình cho bài toán trên. Với những kiến thức các em đã học ở lớp 10 thì các em dễ dàng xác định được input. Cụ thể, input ở đây là T1 cho tới T7 là nhiệt độ của 7 ngày trong tuần, và output chính là biến TB dùng để chứa nhiệt độ trung bình của tuần. Và đây là chương trình được viết bằng Pascal hoàn chỉnh. Ở phần khai báo, cô sẽ sử dụng biến T1 cho tới T7 dùng để lưu trữ nhiệt độ của 7 ngày, và biến TB dùng để chứa nhiệt độ trung bình, tất cả đều theo kiểu real. Ở phần thân chương trình, cô sử dụng hai câu lệnh write-line và read-line dùng để nhập nhiệt độ của 7 ngày. Tiếp theo là câu lệnh gán dùng để tính nhiệt độ trung bình, và cuối cùng là câu lệnh write-line dùng để xuất nhiệt độ trung bình ra màn hình. Và các em hãy quan sát chương trình trên. Các em hãy cho cô biết, nếu cô muốn tính nhiệt độ trung bình của N ngày trong năm, ví dụ N là 365 ngày, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn gì? Khi đó, các em có thể sử dụng là 365 biến từ T1 cho tới T365 dùng để chứa nhiệt độ của 365 ngày, và một biến TB dùng để chứa nhiệt độ trung bình. Và khi các em tính nhiệt độ trung bình thì câu lệnh tính toán rất dài dòng. Như vậy, để khắc phục những khó khăn trên thì các em có thể sử dụng kiểu dữ liệu mạng một chiều. Nội dung đầu tiên của bài học hôm nay là khái niệm mạng một chiều. Các em hãy xét ví dụ trên. Như các em nhìn thấy, dòng chữ phía trên là các con số từ 1 cho tới 7, là 7 ngày trong tuần. Dòng thứ hai là nhiệt độ tương ứng của 7 ngày trong tuần. Ví dụ nhiệt độ ngày thứ nhất là 32.5, nhiệt độ ngày thứ hai là 29.4 và nhiệt độ ngày thứ bảy là 32.5. Như vậy, cái dãy nhiệt độ này có một điểm chung là nó cùng kiểu dữ liệu. Thế thì khi mà một dãy số có cùng kiểu dữ liệu như vậy, chúng ta sẽ gọi là mạng một chiều. Và từ đây các em có thể rút ra khái niệm mạng một chiều như sau. Mạng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu mạng được đặt tên, và mỗi phần tử của nó có một chỉ số. Và khi các em làm việc với mạng một chiều thì các em cần xác định được những yếu tố nào? Khi đó các em phải xác định được 5 yếu tố sau đây. Yếu tố thứ nhất là tên kiểu mạng một chiều. Yếu tố thứ hai là số lượng các phần tử trong mạng. Yếu tố thứ ba là kiểu dữ liệu của phần tử. Yếu tố thứ tư là cách khai báo của biến mạng một chiều. Và yếu tố cuối cùng là cách tham chiếu đến các phần tử. Trong thực tế cuộc sống hàng ngày thì các em có thường hay gặp kiểu mạng một chiều hay không? Kiểu mạng một chiều trong cuộc sống hàng ngày chính là mọi người xếp hàng để mua vé xem phim, hoặc xếp hàng tính tiền trong siêu thị, hoặc xếp hàng để chơi một trò chơi tập thể nào đó sẽ tạo thành mạng một chiều. Hoặc là trong các trang trại nuôi gia súc, người ta cũng sắp xếp và tổ chức thành mạng một chiều. Bên cạnh mạng một chiều thì chúng ta cũng có mạng hai chiều.
như các thùng chứa chai nước ngọt, vị để trứng, hoặc các hàng ghế trong rạp chiếu phim, hoặc các em học sinh xếp hàng làm lễ, đó chính là mảng hai chiều trong cuộc sống hàng ngày. Nội dung tiếp theo là khai báo mảng một chiều. Để khai báo mảng một chiều, chúng ta sẽ có hai cách: khai báo trực tiếp và khai báo gián tiếp. Phần khai báo gián tiếp nằm trong nội dung giảng tải nên cô không nhắc tới, các em có thể tìm hiểu thêm. Khai báo mạng một chiều theo cách trực tiếp có cú pháp như sau: và danh sách biến mạng, hai chấm, arrive, kiểu chỉ số, off, kiểu phần tử, chấm phẩy. Trong đó, kiểu chỉ số thường là một đoạn số nguyên liên tục có dạng N1, chấm chấm N2, và N1, N2 là các hằng hoặc các biểu thức nguyên xác định chỉ số đầu và chỉ số cuối. N1 bé hơn hoặc bằng N2. Kiểu phần tử là một số kiểu dữ liệu chuẩn thường dùng trong Pascal. Ở đây, để dễ hiểu, cô giả sử N1 là chỉ số đầu, N2 là chỉ số cuối. Và có một điều bắt buộc ở đây là khi các em viết khai báo giữa chỉ số đầu và chỉ số cuối phải là dấu chấm chấm. Nếu các em sử dụng dấu ba chấm là sai cú pháp trong Pascal. Và N1 phải bé hơn hoặc bằng N2. Để hiểu rõ hơn về kiểu chỉ số, cô có ví dụ sau đây. Trong 6 cách đánh chỉ số sau đây, thì cách đánh chỉ số nào là sai? Như vậy, câu C, câu D và câu E là sai. Câu C sai bởi vì sử dụng dấu 3 chấm. Câu D sai bởi vì chỉ số đầu lớn hơn chỉ số cuối. Và câu E sai bởi vì nó sử dụng kiểu số thực để đánh chỉ số. Để hiểu rõ hơn về phần khai báo, các em hãy xét ví dụ 2 sau đây. Các em hãy viết khai báo biến mạng để lưu trữ giá trị nhiệt độ của 7 ngày trong tuần. Khi đó các em có thể viết là va t 2 chấm arrive mở ngoặc vuông 1 chấm chấm 7 đóng ngoặc vuông off real chấm phẩy. Có nghĩa là biến mạng t gồm có 7 phần tử được đánh số từ 1 cho tới 7 và tất cả các phần tử trong mạng T đều thuộc kiểu real. Ví dụ tiếp theo, các em hãy viết khai báo biến mạng để lưu trữ giá trị nhiệt độ N ngày trong năm. Khi đó các em có thể viết là pha T 2 chấm arrive 1 2 chấm 365 off real chấm phẩy. Hoặc các em có thể viết theo cách khác là các em sử dụng một hàng mát. Khi đó các em viết là cons mát bằng 365 chấm phẩy và t 2 chấm arrive 1 chấm chấm mát off real chấm phẩy. Trước khi vô nội dung tiếp theo thì các em xét ví dụ sau đây. Cô có mạng A gồm có 7 phần tử và mọi phần tử trong mạng A thuộc kiểu số thực. Bây giờ cô muốn biết giá trị của phần tử thứ nhất và giá trị của phần tử thứ sáu. Có giá trị bằng bao nhiêu thì cô nên thực hiện câu lệnh gì? Khi đó cô sẽ tham chiếu tới từng phần tử của mảng A. Và để biết giá trị của phần tử thứ nhất, cô viết là A mở ngoặc vuông 1 đóng ngoặc vuông. Tương tự như vậy, để biết giá trị của phần tử thứ sáu, cô viết là A mở ngoặc vuông 6 đóng ngoặc vuông. A ở đây là tên biến mạng, 1 chính là vị trí của phần tử thứ nhất. Từ ví dụ này, các em có thể rút ra cú pháp để tham chiếu mạng một chiều như sau: tên biến mạng mở ngoặc vuông, chỉ số đóng ngoặc vuông.
Trong tiết học hôm nay, các em cần nắm cho cô ba nội dung chính. Nội dung thứ nhất là khái niệm mạng một chiều. Đó là một dạng hữu hạn các phân tử cùng kiều. Mỗi phân tử có một chỉ số và năm yếu tố để xác định kiều mạng một chiều. Đó là tên kiều mạng một chiều, số lượng phân tử, kiều dữ liệu, cách khai báo và cách tham chiếu tới các phân tử của mạng một chiều. Nội dung thứ hai là khai báo trực tiếp mạng một chiều. Và nội dung cuối cùng là cách tham chiếu tới các phần tử của mạng một chiều. Tiết học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ truy cập vào Viettel Study để làm bài tập nhé.